Đây các bác, cái cây lọc đôi em lắp cho nhà anh Dũng đây thì đang đưa vào cái chế độ sục hai cây luôn các bác ạ. Thì lúc đầu là khi mà mới gắn keo xong em đang đưa tiến hành là sục ngược sục xuôi. Ở đây là em tiến hành em sục hai cây luôn để cho cái cát vật liệu nó ổn định. Em chia đều hai cây ra để nó đẩy cái cặn nhỏ ra. Khi mà nó ổn định, nó đẩy hết cái cặn nhỏ ra thì em sẽ sục từng cây một. Thì với cái áp suất nước cái bơm này nó cũng khỏe các bác, cho nên là tiến hành là chi đều ra sục giữa hai cây luôn. Thì các bác thấy là cái nguồn nước hắn vô đầu kia đấy là nước nó lên, em khóa cái hai ba khóa dưới lại thì nước nó chi đều ra hai cây và nó vòng quay xuống các bác. Thì ở dưới cái khóa xả đáy em mở ra và sục giữa nó đang đẩy ra ngoài đây, ra ngoài vườn để trồng cây cây đấy các bác. Các bác thấy anh Dũng mình làm cái nhà này rất chi là hiện đại các bác. Đấy. Đấy các bác thấy hệ thống canh cửa cầu thang ở nhà này làm thiết kế cực đẹp luôn nhé. Đây các bác thấy nhà anh Dũng anh làm cực đẹp luôn các bác ạ. Anh làm nhà kiểu mẫu nhà vườn, cửa toàn lắp cánh miếng, cả riêng cái tiền cửa này đã mấy trăm rồi các bác. Làm cực kỳ chứ là đẹp luôn, cửa làm cẩn thận. Những cái cửa này thì thằng bạn Tín nó làm cho anh ấy thì nó phải đưa vào nó luộc gỗ đi các bác, luộc vào để tránh sau cái này cái trường hợp là nó bị mô méo, cho nên là luộc luôn. Các bác thấy bà bật điện lên này. Đấy hệ thống nhà cực đẹp luôn. Đấy cô đây các bác, thì ở kia là em lắp cái lọc cho anh ấy nhá. Và anh đang tưới vượt thì anh ấy đi làm rất chi là nhiều nơi, cũng va chạm rất chi là nhiều ngành lọc nước, nhưng mà anh ấy rất chi là thích cây lọc em làm và đã mượn đến lắp cho anh cây lọc. Thì đây anh Dũng anh đang tưới cây cảnh này. Đây là bà. Đây các bác kia thấy hoa rất chi là đẹp. Đây thì bố em đang tiến hành là đưa cái sủi lọc vào đây các bác. Thì đưa vào hai cây sủi nhá. Các bác đưa cái lớp sủi lọc nó cao chừng 20 phân, nó qua hai cái đoạn lọc kia. Đây là cái cây lọc đôi. Hai cây hai bên. Đang tiến hành đổ cái lớp cát lọc vào nha các bác, đổ vào cái cây thứ nhất đây, các bác đổ cho em 70 phân. Ở dưới là đổ một lớp sủi 20 phân rồi, sau đó là đến lớp cát ta đổ lên đến tầm từ tính từ dưới đáy cây lọc lên khoảng 70 phân, sau đó ta bủa một lớp than hoạt tính các bác. Đây nếu các bác không giỏi thì mình sẽ lấy cái que này mình đùa đấy. Nửa đi. Bắt đầu cho hết chậu cát nó đi là được đó. Hết chậu luôn. Sau khi đổ được 70 phân là bắt đầu em sẽ tiến hành em đưa nước vào em sục ngược cho nó đẩy các cái mặt cát luôn các bác. Thì cái cát này là em đã ngâm sạch thì nhá, ngâm sau rồi nó ngâm nước muối đấy, rửa sạch xong rồi ngâm nước muối cho nó diệt khuẩn đi, sau rồi em mới đưa vào dùng, cho nên các bác thấy cái cát rất chỉ là sạch và đẹp. Đấy sau ta đổ cái lớp than hoạt tính gấu dừa vào các bác nha. Này thì cái cát này là em rửa sạch rồi, cho nên là em đã đãi các cái hạt cát mịn đi rồi, cho nên là
quá trình em đổ là em sẽ sục rửa sau, nhưng ví dụ như các bác mà chưa đãi được cái lớp cát mịn này á thì các bác phải sục rửa từ dưới lên trên, sẽ đổ cái lớp than hoạt tính vào, sau đó ta sẽ chặn một lớp cát nhẹ nữa các bác và sẽ đưa vào tiến hành sục rửa. Đây cho bố cho cái lớp quặng này vào. Đây lớp than xong cho lớp quặng nó có bác nhá, cho lớp quặng rồi sau rồi ta chặn cát nhẹ lên. Đây khi đã lên này. Đây ạ, cái này ra, cái cây này ra. Hai cây, đây. Đây cái bộn quặng nó đang lên này các bác, đây là cái màu của quặng nhá. Mình sục rửa cho nó đẩy hết cái màu đũa của cái quặng này đi các bạn. Ở đây các bác thấy nó đang dồn ra đây này. Đấy. Đấy, các bác thấy cái nước của quặng nó ra. Đấy, lưu lượng nước nó ra rất chi là khỏe nhá. Đây để em khóa cái này là nó nổi lên cho các bác xem nhá. Đấy. Em cho bớt nó ra đây, không là nó nổi mạnh quá là nó sẽ trào hết cái cát đây lên các bác. Lần này cho nổi hẳn lên luôn cho các bác xem nha. Đây là cái bộn quặng này. Đấy, cái cây này em lắp đài rồi nhá. Đấy thì cái cây này là cho cái phần quặng nó đang nằm tại đây các bác. Đây nó đang nằm tại đây thì bây giờ em sẽ sọc cho nó hết cái màu quặng này, sau đó em bủa than em chặn suối lại và em sẽ sọc tiếp các bác. Đây cái cây thứ nhất em lắp xong rồi các bác, lắp xong và cố định nắp này. Bây giờ là đang để cho cái phần keo dán này nó khô. Bởi vì lắp hai cây này nếu mà không đưa cái phần keo dán á thì các bác phải chế. Ở đây mình chế một cái yếp này. Đấy, trên đây mình làm hai cái mặt phẳng để mình đai mình xít nó lại, nó yếp lại. Ở bên trong này mình làm một cái gioăng, nhưng mà ở đây là em lắp cho khách đẩy lên trên nhà cao tầng, cho nên là em cố định là gắn lại luôn. Đấy, sau này ví dụ như thay vật liệu thì chỉ cắt cái phần này ra và cái phần này mình xỉa đôi hai bên ra, hơi nóng nóng thì bóc cái ra thay cái nắp khác vào là được thôi các bác ạ. Nó rất chi là đơn giản thôi. Đấy, và ở cái cây này các bác thấy em đang sọc vào cái mặt cán nôn nó ra, nó bám lên thành này. Các bác thấy không? Đấy, đây em khuấy khuấy như thế này là cái mặt cán nôn nó ra rất nhiều. Đấy các bác thấy cái mặt cát này, đấy nó đang trồi lên đấy. Đấy, cho nên là mình phải cho những cái mặt cát nhỏ này ra đi để nó không bí, tức là những cái hạt cát nào mà nó đủ cái điện tích để nó cho cái cây lọc này nó lọc thì nó sẽ dở lại, còn cái nào nó không đủ thì nó sẽ trôi hết ra. Khi mà lắp ổn định xong thì em sẽ đổ tiếp lớp than hoạt tính và chặn một lớp cát nhẹ, sau đó đến sủi đầy và sục rửa sạch đi, xong đó em sẽ đậy lại và đợi cho keo nó khô, sau đó em sẽ tiến hành là sục rửa lại một lần nữa, và khi nào nước trong em cho lên bồn. Thì ở đây là nhà bác đây là đi cái đường nó rất lòng vòng các bác ạ. Đây là cái đường ngầm này, cái đường nước này dẫn đây đi ngầm đi xung quanh nhà tí ra kia và dẫn lên nhà đây. Thì các bác thấy nhà mới làm xong rất chi là đẹp nha. Đấy. Đấy các bác, cái tiếc để ở trên nắp kia và đi cái đường nó rất quanh cua cho nên là cái nắp em phải cố định lại. Thì cái cây lọc em đã lắp hoàn thiện cho anh Dũng rồi các bác ạ. Và xin hẹn các bác ở cái video tiếp theo, em sẽ hướng dẫn các cái thao tác để sục giữ cái cây lọc đôi này nhé. Và cảm ơn các bác đã theo dõi kênh, chúc các bác nhiều sức khỏe.